Xin chào các em. Hôm nay cô và các em cùng đi trả lời bài tập số 4 trong sách giáo khoa vật lý 8.102. Đề bài như sau. Đối lưu là hình thức truyền nhiệt có thể xảy ra. Ý A ở chất khí, ý B ở chất lỏng, ý C chỉ ở chất khí và chất lỏng, ý D ở cả chất khí, chất lỏng và chất rắn. À, ở đây, đối lưu là hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất khí và chất lỏng. Còn chất rắn thì không xảy ra cái hình thức truyền nhiệt bằng đối lưu này. Các em lưu ý cho cô. Vậy ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án C, đó là chỉ ở chất khí và chất lỏng. Câu 4 chúng ta chọn đáp án C. Chỉ ở chất khí và chất lỏng.